Bộ tool này slide, bộ công cụ số 1 dành cho PowerPoint. Đây chính là bộ công cụ mà NiceSlide thiết kế dành riêng cho học viên của mình và cũng là lợi thế cạnh tranh độc quyền của NiceSlide mà các khoa học khác không thể có được. Đây là những công cụ do NiceSlide tự viết nhằm giúp cho học viên của mình thiết kế slide thẩm mỹ hơn và nhanh hơn đến 60% so với làm thủ công. Với công cụ NiceColor, phối màu tự động sẽ giúp học viên tự tạo bảng màu cho logo của công ty, tự động phối màu theo nhiều phong cách, đơn sắc, tương đồng, đa sắc, bổ sung, gradient. Không những thế, với NiceColor, học viên có thể dễ dàng chỉnh sửa độ trong suốt của màu, tự động chọn những vật thể cùng màu với nhau, tự động phối sáng, tối, đậm nhạc cho màu sắc. Tiếp theo với NiceTypo, bố cục chữ tự động sẽ giúp bạn tự động sắp xếp chữ thành 4 hình thức bố cục chuyên nghiệp, biến chữ thành hình khối để dễ dàng thay đổi kích thước, định dạng và sáng tạo typography. Bên cạnh đó, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh khoảng cách chữ và khoảng cách dòng một cách linh hoạt. Nếu ghi nhớ các con số là trở ngại của bạn thì NiceSize sẽ giúp bạn tự động chỉnh kích thước slide theo kích thước chuẩn của các ấn phẩm CV, poster, standy, cả với Facebook. Đặc biệt, NiceSize sẽ tự động tính kích thước chuẩn của infographic và giúp bạn xuất hành kích thước không giới hạn từ PowerPoint để phục vụ in ấn, một tính năng không hề có sẵn ở trên PowerPoint. Nếu ghi nhớ tiếp tục là nỗi lo của bạn thì Nalink sẽ giúp bạn mở trực tiếp từ PowerPoint tất cả trang web phổ biến cung cấp tài nguyên về thiết kế như cảm hứng, icon, vector, stop, video, phông, ảnh tách nền sẵn, phần mềm hay ảnh shutter stop miễn phí. Với Nalink, từ nay bạn sẽ không phải học thuộc lòng bất kỳ đường link nào nữa. Một vấn đề lớn của người dùng PowerPoint trên MacBook đó là tính năng Trigger chỉ có ở trên Office bản quyền. Tuy nhiên, công cụ NiceTrigger của NiceSlide sẽ giúp bạn sở hữu tính năng này một cách miễn phí. Bạn có thể dễ dàng xác định tên và đổi tên vật thể, tự động gắn Trigger cho vật được chọn đầu tiên hoặc chính vật thể chứa hiệu ứng đó để tạo slide bài giảng hoặc trò chơi tương tác với khán giả. Với bộ công cụ NiceSlide, tất cả những tính năng cần thiết nhất cho quá trình thiết kế đều đã được tổng hợp vào hai thẻ NiceSlide 01 và 02 để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Vị trí của các tính năng đều đã được sắp xếp lại logic hơn cho quá trình tư duy của bạn. Từ nay, bạn sẽ không còn phải ghi nhớ tính năng đó nằm ở đâu nhỉ. Chính vì vậy, quá trình thao tác và thiết kế của bạn sẽ có thể tăng tốc lên đến 60%. Chưa dừng lại tại đó, bộ công cụ của NiceSlide hỗ trợ 100% với mọi phiên bản Office ở trên Windows và tương thích 100% với Office ở trên MacBook. NiceSlide sẽ giúp bạn xóa bỏ toàn bộ hạn chế của PowerPoint trên Mac. Với NiceSlide, từ nay, thiết kế slide trên Mac sẽ dễ dàng giống hệt như ở trên Windows. Hãy đồng hành cùng NiceSlide trong các khóa học thiết kế tiếp theo của chúng tôi để tận tay sở hữu bộ tool NiceSlide, bộ công cụ hoàn hảo nhất dành cho PowerPoint.